William Bonac, hai thập kỷ để lên đỉnh Mr. Olympia. William Bonac là vận động viên thể hình chuyên nghiệp IFBB, Liên đoàn Thể hình Thể dục Quốc tế. Anh ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ trong suốt 20 năm, sở hữu ý chí cực cao mà hiếm có vận động viên nào làm được. Trước khi trở thành một vận động viên thể hình chuyên nghiệp, anh cũng đã trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn trong cuộc đời của mình. Mất việc, mất nhà, sau đó buộc phải ngủ trong xe hơi. Anh có thể lựa chọn ngủ nhờ nhà bạn của mình, nhưng không, bản thân Bonac hoàn toàn tự tập và không muốn ai phải gánh vác nỗi khó khăn đó giúp anh. Anh chọn cách tự mình vượt qua mọi chuyện. Tự hào khi chính bản thân xử lý tình huống đó, chứ không nhận bất kỳ sự giúp đỡ của một ai một cách đầy mạnh mẽ. Vượt qua chuyện đó, anh hoàn toàn nhận ra được nhiều bài học. Sự thất bại và rào cản chỉ là chướng ngại vật giữa hiện tại và thứ bạn mong muốn. Không có gì tồn tại mãi mãi và bạn phải tập trung tối đa cho hoàn cảnh của mình. Trải nghiệm mới chính là thứ dạy bạn nhiều hơn hầu hết các cuốn sách. Bonac chia sẻ, với anh, danh hiệu đắt giá nhất là Mr. Olympia năm 2019 và anh đã sửa soạn cho lần lên sàn tiếp theo Mr. Olympia 2020 một cách tốt nhất cho bản thân, cho gia đình và cho cả người hâm mộ. Cân nặng 106kg, chiều cao 1m70, ở tuổi 38, anh được đánh giá là một vận động viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong giới thể hình chuyên nghiệp. Anh bắt đầu tập luyện từ năm 13 tuổi như một cách để xả stress và sau đó gắn bó với nó thêm tận 2 thập kỷ để lên đến chặng đường Mr. Olympia năm 2016. Với lượng người hâm mộ trên mạng xã hội ngày càng tăng, William Bonac là một trong những gương mặt đáng chú ý trên đường thi đấu chuyên nghiệp. William thừa nhận rằng đôi chân của anh luôn là khu vực yếu nhất, vì vậy anh huấn luyện chúng cực kỳ chăm chỉ. Bài tập yêu thích của anh là squat và coi bài tập này là một trong những động tác chính trong toàn bộ thói quen của mình. Cơ tay hấp dẫn nhất trái đất là cụm từ mà người hâm mộ ưu ái dành cho Bonac. Nhiều điểm thi cao của William nhờ cánh tay phát triển vượt trội. Anh ấy tập cơ tam đầu, bắp tay với lưng và ngực. Anh ấy kết hợp các bài tập nặng với máy và cũng đẩy mạnh các set drop curls của bài tạ để xây dựng nhóm cơ vĩ đại này. Thay vì mua đồ ở siêu thị, anh chọn cách đi chợ tại địa phương để mua được nhiều thịt, trứng với giá rẻ hơn một nửa. Cứ 2 tuần một lần, đều đặn để đảm bảo rằng lượng thức ăn đủ tại nhà để có thể đảm bảo dinh dưỡng trước và sau tập đầy đủ. Anh ấy thích ăn cá và thịt nạc, gạo, khoai tây và những lựa chọn cáp lành mạnh khác. Anh ấy cũng mua rất nhiều trứng nên thường làm món trứng ốp la cho bữa sáng hoặc luộc. Kai Green là người truyền cảm hứng cho anh ấy trong suốt quá trình thi đấu. William đã mất gần 2 thập kỷ để đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp như hiện tại. Anh nhấn mạnh với người hâm mộ rằng, để có được thẻ chuyên nghiệp và đạt được Mr. Olympia không phải là một con đường dễ dàng, vì cuộc hành trình đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh. Với suy nghĩ này, nhiều bạn đang cân nhắc trở thành một vận động viên thể hình chuyên nghiệp, hãy chuẩn bị cho một hành trình dài và khó khăn để lên đỉnh cao. Tuy nhiên, nếu bạn đi theo con đường này, với sự cống hiến như William Bonac, bạn sẽ tiến gần hơn một bước đến việc đạt được mục tiêu của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh nếu nó cho bạn động lực rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Truy cập website thol.com.vn để sử dụng sản phẩm của BBT các bạn nhé. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.